Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của đa dạng sinh học. Giải thích đa dạng sinh học là gì? Thuật ngữ đa dạng sinh học đề cập đến sự đa dạng của sự sống trên trái đất ở mọi cấp độ, từ gen đến hệ sinh thái và có thể bao gồm các quá trình tiến hóa, sinh thái và văn hóa để duy trì sự sống. Đa dạng sinh học là gì và tại sao nó lại quan trọng? Đa dạng sinh học thúc đẩy năng suất hệ sinh thái, trong đó mỗi loài dù nhỏ đến đâu đều có vai trò quan trọng. Ví dụ, một số lượng lớn các loài thực vật có nghĩa là nhiều loại cây trồng hơn, đa dạng hơn về loại, bảo đảm tính bền vững tự nhiên cho mọi dạng sống. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học là gì? Đa dạng sinh học là quan trọng cho con người vì nhiều lý do. Hỗ trợ đời sống sinh thái, đa dạng sinh học cung cấp các hệ sinh thái đang hoạt động cung cấp oxy, không khí sạch và nước, thụ phấn cho thực vật, kiểm soát dịch hại, xử lý nước thải và nhiều dịch vụ hệ sinh thái. Giai đoạn đa dạng sinh học có nghĩa có giá trị không? Đa dạng sinh học có một giá trị cơ bản đối với con người, bởi vì chúng ta quá phụ thuộc vào nó vì lợi ích văn hóa, kinh tế và môi trường của chúng ta. Đa dạng sinh học tạo thành xương sống của các hệ sinh thái khả thi mà chúng ta phụ thuộc vào vì các nhu cầu cơ bản, an ninh và sức khỏe. Con người ảnh hưởng đến đa dạng sinh học như thế nào? Các mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học trên toàn cầu là sự phá hủy, suy thoái và chia cắt các môi trường sống, giảm tỷ lệ sống sót và sinh sản của các cá thể do khai thác, ô nhiễm và du nhập các loài ngoại lai. Đa dạng sinh học là tốt hay xấu đối với sức khỏe của chúng ta? Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái lành mạnh có thể cung cấp vùng đệm tự nhiên quan trọng, chống lại các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán và sạt lở đất. Mất môi trường sống cũng là một yếu tố góp phần quá trình sa mạc hóa và nhiễm mặt đất khô, ảnh hưởng đến sự ổn định sinh kế của cộng đồng. Tại sao đa dạng sinh học lại quan trọng đối với con người? Đa dạng sinh học đóng một vai trò quan trọng trong dinh dưỡng của con người, thông qua ảnh hưởng của nó đến sản xuất lương thực thế giới, vì nó đảm bảo năng suất bền vững của đất và cung cấp nguồn gen cho tất cả các loại cây trồng, vật nuôi và các loài sinh vật biển được thu hoạch làm thực phẩm. Đa dạng sinh học có những ảnh hưởng gì? Với sự đa dạng sinh học lớn hơn, sự đa dạng của thực vật tăng lên, điều này vẫn đến nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là cho nông dân, vì họ có thể trồng nhiều loại cây trồng hơn và do đó sử dụng đất hiệu quả hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu đa dạng sinh học bị phá hủy? Sự mất đa dạng sinh học có hai tác động đáng kể đến sức khỏe của con người và lây lan bệnh dịch bệnh. Đầu tiên, nó làm tăng số lượng động vật mang mầm bệnh trong phần thể địa phương. Đồng thời, sự chia cắt môi trường sống khiến con người tiếp xúc gần hơn và thường xuyên hơn với các loài mang mầm bệnh này. Thiếu đa dạng sinh học ảnh hưởng đến con người như thế nào? Mất đa dạng sinh học có tác động tiêu cực đến một khía cạnh của đời sống con người, chẳng hạn như an ninh lương thực, diện tính dễ bị tổn thương trước thiên nhiên, an ninh năng lượng và khả năng tiếp cận nước sạch và nguyên liệu thô. Ví dụ, các hành động nhằm tăng sản lượng lương thực có thể dẫn đến giảm nguồn nước cho các mục đích sử dụng khác. Nếu một số ví dụ về đa dạng sinh học. Các định nghĩa của đa dạng sinh học đề cập đến số lượng đa dạng giữa các máy khác nhau, động vật và các loài khác trong một môi trường sống tại một thời điểm cụ thể. Các giống và các loài vật và thực vật sống trong đại dương là một ví dụ về đa dạng sinh học. Nguyên nhân và ảnh hưởng của đa dạng sinh học là gì? Mất môi trường sống là một lớn nguyên nhân đa dạng sinh học mất. Mất môi trường sống là do phá rừng, dân số quá đông,
ô nhiễm và trái đất nóng lên. Các loài to lớn có thể thể chất và những loài sống trong rừng hoặc đại dương bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc giảm môi trường sống. Các mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học là gì? Chuyển đổi hệ sinh thái và suy thoái hệ sinh thái góp phần làm phân mảnh môi trường sống. Mất môi trường sống do khai thác tài nguyên, chuyển đổi công nghiệp và đô thị hóa là yếu tố lớn nhất góp phần làm mất đa dạng sinh học. Các mục tiêu của đa dạng sinh học là gì? Nó thúc đẩy ít nhất một trong ba mục tiêu của Công ước Bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững các thành phần của nó, hệ sinh thái, loài hoặc nguồn gen, hoặc chia sẻ công bằng về bình đẳng các lợi ích của việc sử dụng các nguồn gen. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.